Nam Bộ là mảnh đất phương Nam của Tổ quốc, phía Tây giáp vịnh Thái Lan, phía Đông và Đông Nam giáp Biển Đông, phía Bắc và Tây Bắc giáp Campuchia và Nam Trung Bộ. Nam Bộ được hai hệ thống sông lớn là sông Đồng Nai và sông Cửu Long cung cấp lượng phù sa vun đắp, tạo ra một vùng đất trù phú, là vựa lúa chính của đất nước. Xen kẽ với những vườn trái cây nổi tiếng, với đủ loại hoa quả miền nhiệt đới đa dạng và phong phú, miền đất phương Nam của Tổ quốc còn có bề dày lịch sử văn hóa lâu đời. Hệ giá trị văn hóa Nam Bộ vừa kế thừa truyền thống văn hóa dân tộc, vừa mang những giá trị cốt lõi, hình thành nên một phong cách văn hóa riêng, độc đáo từ thủa mang gươm đi mở cõi. Xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi các chương trình Tinh Hoa Võ Thuật, Miền Võ Nam Bộ để cùng đến với phong trào võ thuật cổ truyền của những người con đồng bằng châu thổ và những câu chuyện của các võ sư, võ sinh giàu tâm huyết, bền bỉ, thầm lặng lưu giữ và phát triển dòng võ cổ truyền, nét văn hóa độc đáo và tinh thần bất khuất của dân tộc cho hôm nay và mai sau. Chúng ta đang theo dõi bài võ Long Hổ Song Hành Quyền của môn phái Thiếu Lâm Nam Bắc Phái tại thành phố Bạc Liêu. Bài võ do võ sư Trần Tấn Luận, đệ tử chân truyền của sáng tổ môn phái Trần Văn Vốn thực hiện. Long Hổ Song Hành Quyền là bài quyền tượng hình kết hợp động tác của hai linh thú là con rồng và con hổ. Lấy hình tượng rồng uyển chuyển và hổ mạnh mẽ để tạo nên tinh thần của bài võ. Long Hổ Song Hành Quyền được thi triển vừa nhu vừa cương trong từng động tác. Đây là một bài võ có tính đối xứng rất cao. Tổ hợp đòn thế khi xuất chiêu luôn bao hàm các mục đích tấn công, phòng thủ và chuẩn bị phản biến. Bài Long Hổ Song Hành Quyền là một bài quyền có nguồn gốc xuất xứ từ quyền pháp của Nam Thiếu Lâm, thiên về chiến đấu cận chiến. Trong bài quyền vẫn có những tác vận công nhất chỉ, kéo về đẩy ra, kỹ pháp câu cách băng đả, thôn thổ phù trọng, tức là nuốt nhả nổi chìm, nuốt nhả ra. Trong bài quyền, ngoài cái kỹ thuật chiến đấu vậy, còn có kỹ thuật tấn trụ khai mã của Hồng Quyền, tức là những cái tấn khai mã bằng 4 bước. Trì tấn, nhíu gót xuống, bám gót xuống, lực phát từ eo. Tôi xin thực hiện một cái kỹ thuật cơ bản của đoàn động tác đầu tiên bài quyền. Động tác này gọi là nhất chỉ, chưởng nhất chỉ. Chúng ta dẫn lực từ dưới chân, bốn ngón chân bám đất, lực phát từ hông đẩy lên tay, đánh bằng gân và cơ. Trong kỹ pháp này, chỉ một động tác khởi động như vậy, nó đã gồm ba kỹ pháp của Thiếu Lâm Nam Phái là câu cách băng đả. Thứ nhất, chúng ta cách là chặn đòn, ngăn cản, chuyển qua câu thủ, sau đó băng là kéo. Chúng ta kéo địch thủ về, họ trượt theo cái đòn kéo của ta, và khi cái lực họ lao tới thì chúng ta chuyển thành đá, đánh phản lực lại. Toàn bộ động tác này đều đánh từ eo, lực từ eo và chân phát lên, tay chỉ là phương tiện trở lực. Sau đây tôi xin phân thế đòn nghiêm chào thủ. Địch thủ tiến tới dùng quyền trái đấm thẳng vào mặt ta, cách câu kéo hết chào. Hey! Hổ quyền trong bài võ mô phỏng động tác, tư thế tấn công, phòng thủ của loài hổ trong đời sống rừng xanh hoang dã. Khả năng chiến đấu của hổ rất cao, đặc biệt là hổ chảo. Hổ chảo hình thành bằng cách quặp các ngón tay theo hình dáng của móng cọp. Đây là một đòn tấn công thẳng,
ngắn để kéo, bẻ, xé hoặc ép tới, kết hợp với những đòn đấm thôi giơ đầy sức mạnh. Long quyền trong bài võ chú trọng vào trảo thủ để khống chế, khóa vặn và cương đao. Ngoài ra, các đòn sử dụng tay quyền với tay trỏ đẩy lên cao nhằm tấn công vào huyệt đạo của đối thủ cũng thường được dùng tới. Với long quyền, lực điều động chủ yếu ở thân. Thân vặn ngược, xoay vòng, sử dụng vùng thắt lưng để phát lực, tựa như rồng uốn mình. Động tác uyển chuyển nhờ chân, vai mở, bộ phát trầm khí, linh diệu. Sự kết hợp động tác của long quyền và hổ quyền trong bài võ Long Hổ Song Hành Quyền đã tạo nên nhiều chiêu thức độc đáo, có tính ứng dụng cao trong chiến đấu. Có thể chúng ta thấy rõ ràng như là khi ở trong khai thức thì Tả Thanh Long và Hữu Bạch Hổ chúng ta đều đánh cả hai tay, tay phải trước, tay trái sau, rồi tới hai tay cùng đi, thì nó gọi là Long Hổ Song Hành. Và trong khi chiến đấu thì cái quyền, cái kỹ pháp của nó thì cũng có một đòn ra và một đòn về, chứ không có đánh đơn lẻ từng tay. Ví dụ như chúng ta thấy rõ ràng là đến đây đỡ là cái này tới liền, tay này đỡ là tay này tới liền, và khi tay này vừa tới thì nó biến chia thành thế câu, lướt cái này lên là cái chỗ này bẹ vô, rồi rớt xuống là đây đẩy lên. Nó liên hoàn nhau, tức là hai con rồng và con cọp cùng đi, chứ rất ít những kỹ thuật đánh riêng lẻ. Sau đây là phân thế thứ hai của bài Long Hổ Song Hành Quyền. Đây là một kỹ thuật đánh chỏ gối rất thông thường trong võ cổ truyền. Tôi xin thi phạm đòn với huấn luyện viên Nguyễn Hoàng Nam. Chào. Địch thủ tiến tới, dùng tay phải tấn công vào mặt ta. Ta dùng quyền chưởng can cản lại, sau đó bổ cái chỏ thẳng vào đỉnh đầu địch thủ. Sau khi quánh chỏ dứt, chúng ta biến thành thế cầu thủ, bấu vào cổ địch thủ, dùng thế nuốt lên gối. Khi đánh trúng rồi, ta lùi chân về, quyền từ dưới quánh sóc ngược lên cao. Thủ pháp trong bài ngoài hổ trảo và long quyền thì còn bao gồm các kỹ thuật tấn công bằng con đòn đấm thôi sơn, đánh cương đao, chém cạnh bàn tay và các kỹ thuật trỏ giật, trỏ ngang, trỏ lật mang đặc điểm đòn thế đặc sắc của làng võ cổ truyền Việt Nam. Bộ pháp với các thế tấn căn bản như trung bình tấn, đinh tấn, trảo mã tấn, xà tấn. Cước pháp chủ yếu là kim tiêu cước, bàng long cước, tảo địa cước, hổ vĩ cước kết hợp với đòn gối. Khi diễn luyện quyền, có thể là những cú đá tầm cao để tạo ra nét đẹp trong biểu diễn. Nhưng khi phân thế chiến đấu, đây sẽ là những đòn đá tầm trung và thấp nhằm vào các vị trí hiểm yếu của đối phương. Đòn đá dùng từ ngang dùng ngực trở xuống. Do quyền thuật biểu diễn thì đôi khi nó có những cái nét là thẩm mỹ. Nó nâng lên cái nét nghệ thuật của quyền thuật. Nhưng mà khi phân thế chiến đấu cho các võ sinh thì tôi khuyến khích các em đá từ bùng ngực trở xuống, không có đá cao. Đặc biệt những đòn như hổ vĩ cước và tảo địa cước đều đá và dùng từ ngang ngực trở xuống. Nghiêm. Chào. Thủ. Địch thủ đá chân trái vào vùng cầu và vùng sườn ta. Dùng cương đao chặn lại, xong cất chân phải đá vào lông cước vào bụng. Đao tôi đấm vô. Địch thủ đá chân trái vào vùng sườn ta. Ta dùng cương đao đỡ, sau đó chân phải xuất cước vào ngang sườn địch thủ. Đánh vào. Sau đây là phân thế thứ tư của bài Long Hổ Song Hành Quyền, tên là Hổ Vĩ Cước. Kỹ thuật này là chúng ta xuất đòn đá từ mặt đất lên, chân tung một đòn bằng long cước, giống như cái đuôi cọp, gọi là Hổ Vĩ Cước. Đòn đá nhắm vào vùng hạ bàn địch thủ, có thể gây chấn thương rất là nguy hiểm, nên đòn này chúng tôi rất là hạn chế phân thế cho các võ sinh ở sơ cấp. Chúng ta tiến vào thực hiện phân thế đòn. Chào. Thủ. Địch thủ tiến tới, dùng chân trái đá vòng cầu vào mặt ta. Đá thượng, chúng ta hợp xuống,
tá và lông cước vào hạ bộ, sau đó tảo đi cước, tay phải tay trái chặt vô mặt địch thủ. Thủ đá chân trái vào vùng cao chúng ta, ta phục xuống, đá vào lông cước, hổ bi cước, tảo địa cước, tay trái chặt vào mặt. Châu. Thủ. Ha. 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 Châu. Long hổ sau hành quyền mang đầy đủ triết lý võ thuật của võ cổ truyền dân tộc. Đó là đòn thế quyền cước, lấy sự nhanh nhẹn, tốc độ làm chủ đạo. Thân pháp, bộ pháp coi trọng tính linh hoạt dẻo dai. Thân thủ, bộ pháp đồng điệu trong thi triển động tác. Hư mà thực, thực mà hư, khéo léo mà uy vũ. Đẹp mắt nhưng không kém phần thực dụng, mang lại hiệu quả cao trong chiến đấu thực tế. Bài quyền xứng đáng là một bài võ tiêu biểu của môn phái Thiếu Lâm Nam Bắc Phái trên đất Bạc Liêu. Bài võ lưỡng tiết côn của môn phái Thiếu Lâm Nam Bắc Phái mà chúng ta đang theo dõi là một bài võ sử dụng loại binh khí gọi là côn nhị khúc. Côn nhị khúc còn được gọi là côn hai khúc hay song tiết côn và tiếng Nhật Bản gọi là nunchaku. Đây là một dạng đoạn côn có hai khúc thân cứng được nối với nhau bởi một đoạn dây mềm hoặc xích sắt. Lưỡng tiết côn được sử dụng thịnh hành trong môn phái Karate Do của Nhật Bản và ngày nay do tính chất tiện lợi của nó, lưỡng tiết côn đã được nhiều môn sinh của các võ phái khác nhau ưa chuộng trong luyện tập và sử dụng. Lực đánh của côn nhị khúc rất mạnh ở phía đầu côn do được hỗ trợ bởi lực ly tâm và phản lực. Trong nhiều đòn thế, người sử dụng cầm một thanh côn và đánh văng thanh còn lại vào các mục tiêu hiểm trên người đối phương như đầu, mặt, gáy, tay, chân. Hoặc có thể tấn công bằng đầu thanh côn phía trên vào các yếu điểm như huyệt đạo, hoặc đỡ, gạt, đập. Có thể chập cả hai thanh côn để đánh, đâm, đỡ, gạt. Hoặc hai tay cầm hai thanh côn và dùng đoạn dây ở giữa để siết cổ, khóa tay, chặn chân, chặn binh khí của đối phương. Để sử dụng thành thục, có hiệu quả côn nhị khúc đòi hỏi phải khổ luyện. Khổ luyện để luyện tập cho thân thể phản ứng nhanh nhạy, người và côn phải hòa hợp như một. Kỹ thuật vận dụng cổ tay và cánh tay trong bài là vô cùng quan trọng. Chính sự linh hoạt, uyển chuyển của cổ tay kết hợp với lực cánh tay, bả vai và xoay eo giúp cho nhị khúc phát đòn nhanh, mạnh, chính xác. Cách đánh côn nhị khúc trong bài lưỡng tiết côn của môn phái Thiếu Lâm Nam Bắc Phái, thành phố Bạc Liêu vận dụng trên nền tảng võ thuật cổ truyền từ tư thế phòng thủ đến tấn công hoặc phản đòn, biến thế. Kỹ thuật của lưỡng tiết côn trong bài võ này gồm đủ các yếu tố triệt, phá, hóa giải, phản kích, tấn pháp, bộ pháp, thân pháp, nhãn pháp phối hợp hài hòa, từ đó tạo ra được sức mạnh, sức nhanh, sức bền cho người luyện tập.